Xin chào và cảm ơn quý vị khán giả đã quay trở lại với video tiếp theo của Phước An. Quý vị các bạn thân mến, hiện tại thì mới có 6:30 thôi, nhưng mà ở km 0 thì các du khách đang tập trung ở đây rất là đông để chụp ảnh với km 0. Đây cũng là một địa điểm có thể nói là điểm xuất phát khi nên đến với vùng cao Nguyên Đá. Đây, rất là nhiều xe đang đứng chờ du khách và khác nhiều xe máy nữa. Đây có thể nói là một trong địa điểm mà yêu thích quý vị khán giả và du khách đến đây thì muốn được chụp ảnh lưu niệm trước khi lên với cao Nguyên Đá. Đấy, mọi người đang xếp hàng để chụp với km 0 nhé. Đây là một cái đoàn đồng phục thì của ngân hàng ACB mà Phúc sẽ đi cùng nhé. Thời tiết hôm nay thì rất là đẹp. Anh lại chụp ảnh đoàn.
Thì em cứ thoải mái đi. Ok. Cả nhà mình đứng ở phía bên không hết nhỉ? Làm kiểu tập thể nhỉ? Xong là ai solo thì solo. Tất cả các anh là anh là chụp ảnh quay phim và hướng dẫn viên cho. Rất là đông. Đấy, đây, 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 đ
kiểu tập thể nhé, em chụp cho. Cảm ơn anh đấy. Và xe hai nhìn chụp ảnh nhanh chóng rồi là mình di chuyển lên xe nhá. Và đoàn ACB sẽ di chuyển lên cao nguyên đá. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi cuộc hành trình nhé. Chỉ sợ đứt xích thôi. Sợ đứt xích.
không ô xuống. Quả còn bên kia chị nhầm quả rồi, hai quả này. Hai quả này nữa. Hai quả cho cân nhá. Hai quả cho cân. Quay hướng nào đây mày đi à ơi. Quay quay. Bố xem được chưa? Sâu này. Đâu cái quả này quả đôi. Đây á, mày hai quả cân à? Không, không cần lắm. Bên này chưa chưa cắt cỏ ấy gì. Long ơi, Long xếp mọi người đi. Quả bên này là chắc là trước đây là hoa hoa. Đấy, giờ này trên này đã cao thì chớ xe. Thôi rồi, thôi đẹp quá. Đấy, như kia, hơi chặt đúng không? Lùi lại nhá. Từ lại đây nhá. Chụp trước nhá, chụp trước. Nào máy đi nào. Rồi, lát nữa là tối nay là có clip rồi đây. Rồi ôi đẹp quá, như kiểu là hoa hậu này. Hoa về nhá. ACB. Ôi, hay quá. Lùi lại một lần nữa này. Đấy. Đấy, ôi, ôi, đẹp quá. Có chứ. Trên trời dưới biển. Ok. Thấy chưa? Rồi, đây. Một, hai, điện thoại cả nhà ơi. Sở Ủy ban Nhân dân xã Lục Tám. Đây là trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lục Tám. Điểm trường Lục Tám thấp nha các bác nhé. Đây là bắt cóc rồi này. Đây là bắt cóc rồi đúng không? Bắt cóc này. Đấy, giống nhau đấy. Giống nhau. Giống nhau ấy. Đau đầu quá. Vâng, quý vị thân mến, và chương trình ấm áp vùng cao 2024 sẽ được bắt đầu trong một vài phút tới. Xin được mời các bạn, chúng ta sẽ ổn định tại vị trí ngồi của mình. Lớp nào chúng ta ngoan nhất là sẽ nhận được nhiều phần quà. Lớp nào ngồi ngoan nhất là giờ đây chúng xem nào. Lớp nào ạ? Cánh tay của các bạn đứng lên đây. Đang thấy là cánh tay của các bạn mầm non và đang nhiều hơn là các bạn lớp 1. Mầm non lớn. Các bạn thân mến, và bây giờ đây xin được mời các bạn, chúng ta giữ nguyên tại vị trí của lớp mình, chưa di chuyển, chưa di chuyển nhá. Bạn em xin được nhờ các bậc cô giáo cũng như anh chị em của Ngân hàng Á Châu ACB Đông Đô sẽ hỗ trợ ban tổ chức và xếp hàng. Chúng ta sẽ xếp hàng, đặc biệt là cho các bạn cấp 1 chúng ta xếp hàng trước và cho các bạn mầm non chúng ta xếp hàng sau cho em ạ. Và xin mời ạ. Và số mát mát đi. Ngay bây giờ đây thì sau những tiếng hô của chú thì bạn nào xếp hàng nhanh nhất ạ? Xếp hàng một, hàng nam, hàng nữ. Và bạn nào xếp hàng nhanh thẳng nhất là sẽ có một phần quà. Bạn nào xếp hàng nhanh theo xếp hàng hai phần quà nha. Xin cảm ơn các bạn, chúng ta sẽ theo sự xếp xếp của cô giáo. Các bạn chúng ta sẽ trở về hàng lối của mình để chương trình ấm áp vùng cao 2024 sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị và phụ huynh đã đồng hành với các bạn trong chương trình này. 4 tuổi, 3 tuổi. Xin được mời các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ ban tổ chức là cho các bạn nhỏ chúng ta đứng ở dưới cây mát không sao cả. Ok, những chiếc bóng bay rất là lung linh, rất là đẹp đẽ. Xin được cảm ơn sự chú đáo đến từ ban tổ chức ngày hôm nay đã di chuyển đến sáng ra sôi vùng tuyệt vời. Xin chào. Rồi các bạn ơi, các bạn chúng ta sẵn sàng nhận quà ngày hôm nay chưa? Bao nhiêu các bạn chúng ta sẵn sàng nhận quà thì hãy tới là tôi sẵn sàng. Sẵn sàng chưa? Nếu như mà các bạn sẵn sàng thì các bạn hãy dành những tràng vỗ tay cho ban tổ chức chúng tôi đúng không ạ?
Vâng, yếu quá, chẳng vỗ tay lớn hơn đúng không nào? Ok, xin được cảm ơn các bạn và xin được cảm ơn âm thanh. Kính thưa quý vị thân mến, và chương trình ấm áp vùng cao 2024 chính thức được bắt đầu ngay bây giờ đây. Xin được cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị thầy cô giáo, đặc biệt là sự đồng ý của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Hưng Tám cùng với sự phối hợp của Ngân hàng Á Châu ACB chi nhánh Đông Đô hiện diện tại trường Hưng Tám Bắc ngày hôm nay để chúng ta cùng chia sẻ, chúng ta cùng nhau hướng đến với những phần quà để chia sẻ các em những người bạn nào cũng xin điểm tựa để các bạn chúng ta cố gắng vượt qua những khó khăn đó để cùng với Ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô các bạn chúng ta sẽ cùng nhau chấp cánh và bay cao hơn xa. Và với con người Việt Nam của chúng ta thì chúng ta biết là rằng là với phương châm đó chính là lá lành đùm lá rách, thì các bạn chúng ta thấy được rằng là sự cảm ơn tất cả quý vị lãnh đạo cùng với sự quan tâm của các nhà hảo tâm ngày hôm nay và bước chút thời gian từng sáng xa xôi để đến với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ rằng bây giờ xin mời các bạn chúng ta hãy cùng nhau dành những tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón sự hiện diện của mấy quay ở phía trường mình. Ai là công hiệu trưởng? Chúng ta hỏi thật lớn lên công hiệu trưởng đúng không ạ? Rồi các bạn ơi, công hiệu trưởng của chúng ta là xin được trân trọng tới toàn thể huyện hiệu hiện diện của nhà trường, xin được trân trọng giới thiệu cô giáo hiệu trưởng Phạm Thị Vân Anh. Và kính thưa quý vị thân mến, và về phía đoàn thiện nguyện tập thể ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô, giám đốc chi nhánh xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Văn Quân. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay lớn ạ. Và về trưởng ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Kiều Anh. Cùng với đó sự hiện diện với các anh chị em trong phía khách hàng ACB xin được trân trọng. Chương trình gồm có khách hàng Nguyễn Tiến Hùng, khách hàng Nguyễn Mạnh Cường, cùng với sự hiện diện của khách hàng Nguyễn Quang Thuật, khách hàng Từ Tiến Long, khách hàng Cao Xuân Lâm đã đồng hành với anh chị em ACB chi nhánh Đông Đô ngày hôm nay. Và xin mời tất cả anh chị em chúng ta dành những tràng vỗ tay thật lớn để gửi lời cảm ơn, những lời chào tốt đẹp nhất ạ. Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây chắc có lẽ là quý vị chúng ta sẽ được gặp gỡ một vị đại diện đến từ ngân hàng ACB Á Châu chi nhánh Đông Đô. Xin được trân trọng giới thiệu anh Phạm Văn Quỳnh, trưởng ban cũng như là sẽ diện giám đốc chi nhánh, sẽ có đôi lời chia sẻ với tất cả các bạn học sinh. Đây, sao lại anh làm sướng? Mạnh Thường Quân gửi tặng tới nhà trường đó chính là một chiếc máy tính, cùng với đó là một chiếc máy in linh kiện đi kèm. Vâng, xin được mời ạ. Quý vị thân mến, bạn trên sân khấu bên nào ở đây, đó chính là những phần quà vô cùng là ý nghĩa và tâm đắc với các mạnh thường quân, điều đặc biệt là anh chị em trong ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô gửi tặng nhà trường một chiếc máy tính cùng với một máy in, cộng với đó là một chiếc bếp ga và cộng với bộ xăng đồi ạ. Các bạn chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn, là phần quà vô cùng ý nghĩa được không ạ? Một lần nữa thay mặt cho quý thầy cô giáo, phía đại diện nhà trường của Lùng Tam Thấp xin được cảm ơn các nhà hảo tâm, xin được cảm ơn những tình cảm của ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô ạ. Và ngay bây giờ đây, các bạn nhỏ ơi, các bạn chúng ta đã sẵn sàng nhận quà của mình chưa ạ? Sẵn sàng thì các bạn chúng ta hãy phải xếp hàng thật thẳng nhá. Bạn nào xếp hàng thật thẳng là sẽ có nhiều quà.
được chưa ạ? Và ngay bây giờ đây thì em xin được nhờ phía thầy cô giáo cùng với cả anh chị em trong đoàn ACB sẽ hỗ trợ giúp em mỗi một lượt, đó chính là 15 bạn ạ. 15 bạn của chúng ta sẽ liên nhận phần quà. Đầu tiên là 15 bạn đến từ trường tiểu học ạ. Rồi ạ, đẹp rồi. Vâng, 15 bạn đại diện ạ, xin mời ạ. Xin được cảm ơn những phần quà ý nghĩa đến từ ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô. Xin được cảm ơn và sự diện quý báu. Vâng ạ, xin mời ạ, đầu tiên là trường tiểu học ạ. Vâng ạ. Xin được mời cô giáo của anh chị em và ACB hỗ trợ giúp em ạ, cho các bạn phần tiểu học trước 15 bạn nhé. Dạ vâng ạ. Và trong phần quà cho các bạn tiểu học bây giờ nghe, xin được mời chị Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ đại diện cho ngân hàng ACB chi nhánh Đông Đô sẽ trao cho các bạn lớp tiểu học, đó chính là mỗi bạn một chiếc ba lô cộng với bộ vở viết và một hộp bút ạ. Xin được mời chị Nguyễn Thị Huyền Trang sẽ đại diện cho ban tổ chức chi nhánh Đông Đô xin cho phần quà tới cho các bạn ạ. Các bạn ơi, khi mà các bạn chúng ta nhận được phần quà thì các bạn phải như thế nào nhỉ? Chúng con cảm ơn các cô chú đúng không ạ? Vâng, xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi. Xin mời các bạn, chúng ta hãy cùng nhau xếp hàng thật thẳng nhé. Dạ vâng, xin được mời bộ phận media. Rồi, rồi, ok rồi. Xin được cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin được mời các bạn tiếp theo. Xin được mời các cô ACB chi nhánh Đông Đô sẽ điều phối các bạn chúng ta trở về hàng của mình. Rồi, đấy. Dạ vâng, xin được mời cô giáo cùng với cả các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đưa tiếp các bạn của lớp tiểu học và xin được mời 15 bạn tiếp theo. Cái này là gì? Như Quỳnh ạ. Rồi. Vâng, ngay bây giờ đây xin được mời chị. Là mấy? Con học là mấy? 4C á? 4C là 7 tuổi ạ? Mấy tuổi nhỉ? Bạn năm nay mấy tuổi? 9 tuổi á? 9 tuổi hơi bé nhá, nhá, phải ăn mạnh lên, cao bằng cái bóng bay này nè. Nhá. Hơi bé. À, 4C. À. Bạn này bạn học lớp 4 mấy? Lớp 4C. 4C à? À, thế con tên là gì? Tên là Vàng Thị Giàng. Vàng Thị Giàng á? À, đấy, Vàng Thị Giàng cao hơn bạn kia một tí đấy nhỉ, đấy. Phải ăn mạnh lên nhá, để to to để sau này thi hoa hậu nghe chưa? Để thi hoa hậu. Thế mẹ này là bao nhiêu tuổi rồi? Em 28. 28, thế bao nhiêu cháu? 3 cháu. 3 cháu à? Đứa này đứa thứ 3 à? Dạ. À, 28 tuổi, 3 cháu. Vâng, có thể nói rằng là giây phút này là giây phút vô cùng là tuyệt vời và hạnh phúc. Không thể nói được những điều gì hơn. Nhưng mà vì thời gian tính chất công việc của đoàn, chúng ta còn di chuyển nữa. Vậy một lần nữa xin được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho ban lãnh đạo chi nhánh Đông Đô và ACB xin được cảm ơn và sự kết nối của một tuyệt vời tới quý vị chính quyền ủy ban nhân dân xã. Có luôn này. Đây 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 đây. Okay.
hai mẹ con chắc. Đấy, hai mẹ con. Cháu nhà mấy tuổi rồi? Mấy tuổi? 4 tuổi. Là mình phải xin phép nhờ. Cô bảo em ơi, các lại xin phép nhá. Em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn các xin phép. Ừ. Chúc các cô lại hoàn thành tốt công việc nhé. Okay, hẹn một ngày gặp lại. Cho anh gửi lời chào anh Thành nhé. À, anh Thành đây này. Tới đây là bây giờ tới đây mà bọn em có gọi được thêm hoặc là có cá nhân tiền thì bọn em có số tài khoản của trường không? À có số tài khoản của trường. Có gì thì không phải có chị luôn. Chị cho bạn em số đi. Số của chị là có chứ. Ô, nhìn thật đi. Ô, đi thôi, đừng quay nữa. Em cài. Hai nhé.